Chào tất cả mọi người đến với kênh Huỳnh Loan TV. Hôm nay mời mọi người cùng vào bếp với mình nha. Mình hôm nay làm món cá cơm mầm sữa mọi người. Hấp. Đây, hấp với trứng. Đây là cá cơm mầm sữa nè mọi người. Nhìn nó cũng giống cá ngần sông Đà nhưng mà cái màu của nó không có giống. Cái kia thì cái màu trắng đục đó mọi người. Ở đây mình có cá cơm nè. Thịt xay, sa tế, gừng, cà rốt, củ hành, hành lá, đường, hạt nêm, tiêu xay và tiêu hạt, nước mắm, trứng cút và một quả trứng vịt nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu chế biến các nguyên liệu lại nha cả nhà. Đầu tiên là cà rốt nè. Mình sẽ bào mỏng nó ra. Rồi mình sẽ sắc sợi lại. Mọi người có cái đồ bào sợi á, thì bào thẳng luôn. Mình sẽ dùng khoảng nửa củ thôi. Mình sẽ bào sợi nó ra như thế này nè. Gừng luôn nha mọi người. Mình sẽ cho vô đây thịt nè và cá này mình chiên giòn á, mình bột á, mình làm thành từng mảng tròn tròn á mọi người, mình chiên giòn cũng rất là ngon luôn. Rồi tiêu luôn, hạt nêm, một ít nước mắm và một xíu đường. Mình sẽ trộn lên. Cho vào đây một ít dầu điều á mọi người, cho một lát cái màu nó đẹp nha. Cái trứng vịt á một lát mình chỉ mình lấy cái lòng đỏ để sau khi mình hấp xong á mọi người, mình sẽ giờ mình trộn lên. Mình hấp xong mình sẽ vớt lên cho nó đẹp. Nhẹ tay thôi cả nhà, để không thôi mấy cái cá nó bị rã hết. Rồi sau khi mà trộn đều rồi á mọi người, mình sẽ vò lại thành viên nha. Mình sẽ làm như thế này mà vừa đủ để một trứng cút, đập cái trứng cút lên đó mọi người, be bờ, gọi là be bờ đấy. Như nè, mình để lên trước rồi một lát mình làm cũng được. Cái cá này nè mọi người làm như vậy nè, nhưng mà mọi người làm thành miếng dẹp rồi đem đi chiên thì cũng ngon luôn, nhưng mà cái này chiên thì ngán quá, hôm nay ăn nhiều đồ chiên quá đó, nên bây giờ mình sẽ chuyển qua mình hấp
cá này nó không có bị tanh đâu cả nhà, cho nên mình hấp cũng được. Mọi người không có cái loại cá này, mọi người thế bằng cái gì, cá gì giờ ta, cá cơm hả? Cá cơm mà loại lớn tươi cũng được. Mình cắt đầu, cắt đầu cho nó sạch, mình cắt đầu cắt đuôi cho sạch rồi mình làm, tại vì cái cá nó cũng mềm á mọi người. Mình dỗ cho nó dẻ cái này nè. Còn không thì mọi người xài cà rốt nè, không có cá gì hết, mọi người lấy cà rốt á, bào ra, gừng, khoai tây, thịt xay, rồi để trứng muối lên trên, hấp cũng rất là ngon luôn, không cần phải có cá gì hết nha cả nhà. À, hoặc là chả cá thác lát, đúng rồi, tự nhiên cái mình quên. Đây nè mọi người, đã xong. Bây giờ mình sẽ đập trứng cút vô. Có mấy cái này mình để nó do thiếu cái dĩa, mình để nó chồng lên vậy đó. Nhìn hấp dẫn không mọi người? Ui nó văng, ui nó tràn xuống luôn á. Nước bên kia mình nấu nó sôi rồi đó, giờ chỉ đổ cái này thôi. Rồi giờ mình để lên mình hấp nè, hấp khoảng 30 phút nha. Mở ra xem coi là sao nha mọi người. Wow, đó mọi người, ngon quá. Một lát cái nước này mình sẽ làm nước sốt nè mọi người. Lấy cái nước này làm nước dùng. Cứng rồi nè. Mình để thêm một tí nữa nha, sợ nó chưa có chín. Mình lấy nước cái này ra bớt nè mọi người. Một lát mình sẽ dùng nước này để làm nước với sốt để chấm. Có lòng trắng trứng nó rớt xuống nữa nè cả nhà.
chín rồi đó mọi người. Giờ mình sẽ ấy cho nó rời ra. Wow, thơm quá, thơm mùi gừng luôn á, gừng hành, không hề có mùi tanh của cá đó, mọi người. Mình múc được nhiêu đây nước nè. Rồi giờ mình sẽ dùng cọ nè, tết cái này lên cho cái màu nó đẹp. Và mình tết cái này thì mình sẽ không đậy nắp nữa cho đến khi cái lòng đỏ này nó khô lại. Nếu mà đậy nắp á nó sẽ mất cái màu á mọi người. Ui da nóng. Ok, bạn trứng bên đây chưa chín. Nghe đây. Thay vì trứng cút này nè, mọi người thay thế bằng trứng muối. Lòng đỏ trứng muối nha, thì cũng rất là ngon và nó lại đẹp màu nữa. Làm phần nước sốt mình có một ít dầu, thêm một xíu cái nước dầu hùa sa tế á mọi người cho nó có màu, củ hành và gừng. Mình sẽ xào ra. Mình xào cho nó rụt luôn mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái nước dùng lúc nãy mình lấy ra đó mọi người. Cái nước dùng này là mình đã đầy đủ cái gia vị rồi á, cho nên không cần phải làm nêm nếm gì thêm, chỉ thêm một xíu đường nữa. Một ít dầu hào, cái màu đẹp rồi nè mọi người.
Đây là mọi người mình đã đem ra. Đây là chén nước sốt rất là đẹp. Và đây cái chén hấp của mình. Bây giờ thử nha mọi người. Thử cái này nha. Đây nè mọi người. Đấy. Xin mời cả nhà. Cái mùi thịt với cá rất là thơm á mọi người, nó không có bị dạng như là tanh mùi cá, tại vì mình đã khử mùi bằng gừng và các loại gia vị khác á, cho nên nó không còn cái mùi tanh nữa. Và thịt rất là thơm, nó dậy mùi thơm ngon lắm. Đặc biệt là nó không có xương á mọi người, cho nên mình nghĩ là bé sẽ ăn được. Còn nếu mà mình không tìm được loại cá này, mọi người có thể thay mình bằng cá thác lát hoặc là các loại cá nhỏ khác mà mình thích nha mọi người. Hoặc là mình chỉ làm thịt không, không cần cá cũng được nha. Ê mọi người xem cái chén nước sốt nè, rất là đẹp luôn. Chia sẻ của mình đến đây thôi mọi người nha. Xin chúc mọi người có được thêm một cái món ngon cho bữa cơm của gia đình mình. Xin hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo nha. Nhớ like, subscribe và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.